Hội nữ hướng đạo có thêm những chuyên hiệu mới, người máy, xe đua và khí tượng. Nữ hướng đạo sinh từ cấp hoa cúc Daisy cho đến cấp đại sứ Ambassador có thể đạt được 23 chuyên hiệu mới dành cho các kỹ năng STEM khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Đó là một bổ sung lớn nhất cho những chuyên hiệu mới trong một thập niên của Girl Scout USA, Hội nữ hướng đạo Hoa Kỳ. Nỗ lực này đã đưa ra một cách tiếp cận tiến bộ cho các kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học STEM và nhằm thúc đẩy các em gái trở thành những công dân của giới khoa học gia sử dụng đa dạng sự tuyệt vời của thiên nhiên cũng như phòng thí nghiệm cho các công việc của họ. Trong số các chuyên hiệu mới được giới thiệu có những chuyên hiệu dành cho các em lớp mẫu giáo và lớp 1 về thế giới của người máy và kỹ thuật. Hướng đạo sinh có thể học các chương trình cơ bản và xây dựng các phương án để giải đáp các vấn đề hàng ngày. Các nữ hướng đạo lớn hơn sẽ có cơ hội để nâng cao những kỹ năng đó, học thêm về trí thông minh Nhân tạo các kỹ thuật toán và cách trùng bài công trình hay dự án của họ. Các chuyên hiệu mới khác tập trung vào việc chế tạo xe hơi và hàng không, sử dụng bộ dụng cụ GoDiBlocks, một thiết bị đồ chơi của các em gái. Cách tiếp cận không để lại dấu vết để bảo vệ môi trường và nghiên cứu khí tượng học bằng cách học cách dự đoán mô hình thời tiết và mối nguy hiểm tiềm ẩn là các chuyên hiệu mới dành cho các sinh hoạt ngoài trời. Kayla là hết 7 tuổi đã tỏ ra biết ơn về những chuyên hiệu mới. Kayla là một brownie của một hội hướng đạo Baltimore, người quan tâm đến chuyên hiệu thiết kế robots. Tôi muốn trở thành một nhà khoa học, tôi thích xây dựng và tôi thích khám phá những điều này. Tôi thường hỏi anh tôi xem anh tôi có muốn nhìn xuyên qua ống kính viễn vọng của tôi hay không. Kayla nói trong lúc đang cầm cái tuột vít để vặn con ốc vào một tay Robert. Một nữ hướng đạo sinh thuộc thế hệ lớn hơn Sylvia Acevedo, từng là tổng quản trị và hiện là trưởng của một đơn vị hướng đạo giống như kayla lớn lên ở thị trấn nhỏ las cruz ở tiểu bang new mexico nói trong một cuộc phỏng vấn cho biết như sau trưởng của tôi nhìn tôi và thấy tôi nhìn những ngôi sao chị ấy đã dạy tôi về những chòm sao và sự hình thành của các vì sao tôi đã nhận được chuyên hiệu khoa học tôi đã phát triển được tự tin để nghiên cứu khoa học và toán học vào thời điểm những cô gái như tôi không học về khoa học và toán học Avicido là một trong những sinh viên Hispanic đầu tiên đã tốt nghiệp với bằng kỹ sư từ Đại học Stanford. Công việc đầu tiên trước đây của cô là giám đốc kỹ thuật, một nhà khoa học về hỏa tiễn tại phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA ở California. Các chuyên hiệu mới, một số trong số đó, đã được tự yêu cầu bởi các hướng đạo sinh trong cuộc khảo sát bắt đầu từ tuần này. Năm sau, một sáng kiến khác sẽ cho phép Girl Scout giành được chuyên hiệu Cyber Security. Một nghiên cứu được trích dẫn bởi các hướng đạo sinh cho thấy, phụ nữ vẫn không có vai trò đại diện trong ngành công nghiệp này, tuy chiếm 11% số việc làm trên toàn thế giới. Một nghiên cứu khác cho hiệp hội công nghiệp công nghệ máy tính thực hiện đã cho thấy 69% phụ nữ không theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho rằng họ không biết cơ hội có sẵn cho họ. Về tổng thể của các kỹ năng của STEM, Avi Cido cho biết rất nhiều cô gái vẫn dễ bị tổn thương trước một cuộc khủng hoảng, tự tin trong việc theo đuổi sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp trong những lĩnh vực đó. Rất nhiều cô gái đã không thay đổi từ việc sử dụng công nghệ mới. Bạn thực sự có thể là một programmer, cô nói. Bạn là người có thể thực hiện việc mã hóa đó. Đối với rất nhiều cô gái, họ cần kinh nghiệm thực tế để họ cảm thấy tự tin. Phong trào nữ hướng đạo ở Hoa Kỳ rất mạnh có 1.8 triệu hướng đạo sinh đã đưa ra những cơ hội như vậy trong quá khứ, nhưng việc xem xét các chuyên hệ mới và các chương trình liên quan. Đó thực sự là tất cả về việc làm thế nào để chúng ta nắm bắt được mối quan tâm. Đó trong khoa học và công nghệ, Avicido nói rằng điều khác là các cô gái đang học không chỉ làm thế nào để làm một kỹ năng cụ thể, làm thế nào để suy nghĩ như một nhà phát minh, làm thế nào để suy nghĩ như một người sáng tạo, và làm thế nào để suy nghĩ như một nhà sản xuất mà chúng tôi muốn tạo cho các em gái. Jennifer Allen -Bett, Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu chương trình Kinh nghiệm của các em gái, giám sát việc phát triển các chuyên hiệu mới, việc đem những em gái tới chương trình đào tạo kỹ năng STEM vào năm lớp 2 là điều quan trọng trong việc khuyến khích các em tiếp tục. Cô nói, đối với các chương trình ngoài trời, chiến lược là để duy chuyển các cô gái tiến sâu hơn vào các vấn đề như bảo tồn thiên nhiên các em gái đã nói muốn như vậy cô nói chúng tôi đã đưa ra và hỏi họ quan tâm đến điều gì và điều này là như vậy